Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin. Thưa quý vị, đà tăng những phiên gần đây của Phố Wall tiếp tục được duy trì trong phiên đầu tuần. Nhà đầu tư đang theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp trong mùa báo cáo doanh thu. Kết phiên giao dịch ngày 20 tháng 7, cả ba chỉ số Wall đều tăng điểm. Mức tăng không cao nhưng cũng đủ để đẩy Nasdaq lên mức kỷ lục mới. Đáng chú ý trên thị trường phiên vừa qua là cổ phiếu của IBM. Hãng công nghệ này một lần nữa công bố báo cáo doanh thu sụt giảm. Quý 2 vừa qua đã là quý thứ 13 liên tiếp IBM sụt giảm doanh thu. Hãng này vẫn đang tích cực tái cơ cấu để rút dần những mảng hoạt động không hiệu quả. Dẫn đà tăng điểm Phố Wall là những mã Hasbro và Halliburton. Lợi nhuận hãng sản xuất đồ chơi Hasbro tăng gần 25% trong quý 2 nhờ vào đồ chơi ăn theo các bộ phim hoạt hình ăn khách. Jurassic World là một chất xúc tác lớn cho thành công của Hasbro. Tôi cho rằng trong quý 2 hãng này sẽ còn thể hiện tốt hơn. Mặt khác, tôi cũng đánh giá cao hoạt động nhượng quyền của Hasbro vốn đang diễn ra mạnh mẽ. Cổ phiếu PayPal cũng tăng điểm mạnh với khối lượng giao dịch lớn. Nhà đầu tư đang hồ hởi sau thương vụ tách PayPal và eBay sau 13 năm gắn bó. Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm là một yếu tố kìm hãm đà tăng của Phố Wall. Thưa quý vị, chứng khoán châu Á đã tăng điểm trở lại nhưng lực tăng vẫn hạn chế do các nhà đầu tư vẫn e ngại giá cả hàng hóa có thể giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21 tháng 7, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,93%, chỉ số AS200 của Úc tăng 0,35%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng 0,66% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,5%. Chỉ số Nikkei tăng điểm mạnh lên mức cao nhất kể từ 4 tuần nhờ đồng yên giảm giá so với đồng đô la Mỹ. Cổ phiếu của hãng hàng không tăng điểm nhờ giá dầu giảm. Japan Airlines và ANA Holdings tăng lần lượt 2,5% và 1,6%. Cổ phiếu hãng bán lẻ Fast Retailing tăng 3,4%. Chỉ số AS200 của Úc tăng điểm lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 6. Nhóm sản xuất vàng tiếp tục giảm điểm với Newcrest Mining giảm 0,7%, Evolution Mining giảm 1,6% và Alessa Gold giảm gần 10%. Chỉ số Shanghai diễn biến tích cực, chỉ số của nhóm Blue Chip CSI 300 tăng 0,5%, thị trường thẩm quyến và thị trường Hồng Kông đều tăng điểm lần lượt 1,7% và 0,6%. Nhóm năng lượng diễn biến trái chiều với PetroChina và Sinopec lần lượt giảm 2 và 1,3%, còn China Oilfield Services tăng 2,2%. Chỉ số Kospi tăng điểm giữa lúc đồng won giảm giá xuống mức thấp nhất kể từ 2 năm so với đồng đô la Mỹ. Ở nhóm tăng điểm, Hyundai Motor và Kia Motor tăng lần lượt 6,5% và 3,2%. Thưa quý vị, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua, trong bối cảnh nhiều dự đoán Mỹ sẽ nâng lãi suất vào cuối năm. Điều này dẫn đến việc Trung Quốc bán vàng ra ồ ạt. Vàng từng được xem là thiên đường an toàn cho các nhà đầu tư, nhưng giá vàng đã giảm 4% chỉ trong đầu tuần và đang ở mức thấp nhất trong hơn 5 năm qua. Cổ phiếu của một số công ty khai thác vàng hàng đầu thế giới đang rớt giá. Và các nhà đầu tư ngày càng có ít lý do để giữ vàng như một tài sản tránh rủi ro hơn. Đồng đô la đang mạnh lên và nhiều người dự đoán Mỹ sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên sau gần một thập kỷ. Giá vàng có vẻ sẽ còn giảm nữa và có rất nhiều lý do để bán vàng và không có mấy người muốn mua nữa. Cho nên chúng ta sắp tới sẽ chứng kiến Fed tăng lãi suất, giá đô la mạnh lên. Cả hai điều này đều không tốt cho giá vàng. Nhu cầu vàng ở Trung Quốc giờ đây không cao hoặc ít nhất cũng không nhiều như kỳ vọng. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed xác nhận tuần trước rằng Fed có thể sẽ nâng lãi suất vào cuối năm nay nếu kinh tế Mỹ tiếp tục phát triển như kỳ vọng. Trung Quốc được thông báo dự trữ vàng đã tăng thêm 57% vào cuối tháng 6, kể từ lần điều chỉnh quỹ dự trữ vàng cách đây 6 năm. Xin được chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị. Ứng viên tổng thống đầy tiềm năng của đảng Cộng hòa ông Jeb Bush tuyên bố sẽ cắt giảm chi tiêu chính phủ, giám sát chặt mối quan hệ giữa các nghị sĩ với các nhóm vận động hành lang nếu ông trở thành chủ nhân của Nhà Trắng. Đây là một phần trong những nỗ lực của ông nhằm tạo sự khác biệt trước những đối thủ đến từ đảng Cộng hòa. Bên cạnh điều chỉnh bản cân đối ngân sách, ông cũng cho biết sẽ tăng quyền phủ quyết của tổng thống hay điều chỉnh việc tuyển viên chức chính phủ. Tôi không hề ảo tưởng về những cải cách này, vì tổng thống kế nhiệm của nước Mỹ phải tiên phong trong việc cải cách văn hóa chi tiêu trong chính phủ, và tôi hứa rằng tôi sẽ làm điều đó. Ông Jeb Bush, người có cha và anh trai từng làm tổng thống Mỹ, từng có thời gian khá xa cách với Washington và không bày tỏ ý định nào về việc kế tục truyền thống chính trị của gia đình.
Ông tự cho mình là người theo trường phái cải cách nhằm tạo sự khác biệt với 14 ứng viên còn lại của đảng Cộng Hòa trong cuộc chạy đua để trở thành người đại diện cho đảng ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2016. Với kêu gọi thay đổi văn hóa chi tiêu của chính phủ, ông cho rằng cần điều chỉnh bản cân đối ngân sách liên bang theo hướng hạn chế chi tiêu chính phủ, chứ không phải là tăng thuế. Trong kế hoạch ngân sách, ông cũng đề xuất thay đổi cách tuyển dụng nhân viên chính phủ. Ông cho rằng ông chỉ cần một nhân viên để thay thế cho mỗi 3 nhân viên liên bang nghỉ việc. Ông cũng cho rằng các nghị sĩ cần kín đáo hơn khi họ gặp những nhóm vận động hành lang và các thành viên lưỡng viện nên đợi 6 năm sau khi hết nhiệm kỳ cũ để quay trở lại chính trường. Hiện nay, nghị sĩ Hạ viện chỉ cần đợi 1 năm, còn Thượng viện phải đợi 2 năm trước khi tiến hành vận động tái tranh cử. Các ngân hàng tại Hy Lạp đã mở cửa trở lại và bắt đầu phát hành thẻ ATM cho người dân, phòng trường hợp người dân không rút được tiền vì không có thẻ như 3 tuần trước đây. Sau hơn 3 tuần đóng cửa, hơn 2.500 chi nhánh ngân hàng tại Hy Lạp đã hoạt động trở lại. Các ngân hàng cũng bắt đầu cấp thẻ ATM, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục để giải quyết nhanh chóng các giao dịch cho người dân. Tại Hy Lạp, mặc dù nhiều người có tài khoản ngân hàng nhưng lại không có thẻ ATM. Và chính điều đó khiến cuộc sống của họ trong 3 tuần qua khá bất tiện vì không có thẻ để rút tiền qua cây ATM. Chúng tôi có tài khoản ngân hàng nhưng không có thẻ nên bây giờ chúng tôi đến ngân hàng để làm thẻ. Chỉ mất 15 phút là người dân có thể nhận được thẻ. Cô Sophia cho biết, giờ đây mọi người có thể rút tiền từ cây ATM nếu các ngân hàng có đóng cửa lần nữa trong tương lai. Mặc dù vậy, theo Bộ Tài chính Hy Lạp, số tiền mỗi người được rút trong một ngày vẫn giữ ở mức 60 euro. Ngoài ra, số tiền hưu vốn bị giới hạn ở mức 120 euro mỗi tuần cũng đã được tăng lên 300 euro sau khi ngân hàng làm việc trở lại. Thưa quý vị, ngay sau khi đạt được thỏa thuận hạt nhân với 6 nước gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức, Iran đã bắt đầu tăng cường hợp tác với các nước nhằm thúc đẩy kinh tế. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng và Kinh tế Đức đã cùng đại diện các doanh nghiệp đến Iran để phát thảo các kế hoạch đầu tư. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng và Kinh tế Đức Sigmar Gabriel đã dẫn đầu một phái đoàn 60 người đến Tehran, Iran để phát thảo các kế hoạch đầu tư. Đây là lần đầu Iran đón tiếp quan chức cấp cao kể từ khi nước này đạt được thỏa thuận hạt nhân với 6 nước gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức cách đây khoảng một tuần. Mọi người đều hy vọng thỏa thuận này sẽ kết thúc vào cuối tháng 6, nhưng cuối cùng nó lại bị trì hoãn đến tháng 7. Chúng tôi đã chờ đợi lâu rồi và không muốn phải chờ đợi thêm nữa để quay lại Tehran. Trong khi đó, đại diện các doanh nghiệp từ Pháp, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu cũng tìm kiếm các kế hoạch kinh doanh tại Iran, nơi có nhiều tài nguyên và khí đốt. Iran là quốc gia lớn nhất ở Trung Đông. Tôi cũng có thể nói Iran là quốc gia ổn định nhất trong khu vực tại thời điểm này. Vì vậy, Iran có thể là đối tác tốt nhất hoặc là cơ hội tốt nhất cho các công ty phương Tây đầu tư. Mặc dù vậy, tương lai của Iran vẫn còn chưa chắc chắn. Bởi ngay trước chuyến thăm của Bộ trưởng Năng lượng Đức Gabriel tới Tehran, Iran đã có ý kiến trái ngược với Đức về vấn đề an ninh của Israel.